Như vậy là chúng ta lại đã kết thúc chương 11. Chúng ta đến với chương 12, CIDA chiến lược. Đối với chương này, chúng ta có hai câu hỏi quan trọng. Câu hỏi thứ nhất là những gì trong các khía cạnh hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp là một phần của CIDA chiến lược? Và câu hỏi số 2 nó lật vấn đề với câu hỏi thứ nhất. Những gì trong các khía cạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không phải là một phần của CNA chiến lược? Như vậy thì rõ ràng để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần có một cái định nghĩa về CNA chiến lược. Như vậy thì các bạn có thể thấy, các bạn có thể hình dung CNA chiến lược nó là một cái triết lý thực dụng, mang tính thực tiễn. Nó căn cứ trên những hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Và như vậy CSA chính là trung tâm để tạo ra giá trị. Và bởi vì CSA là trung tâm để tạo ra giá trị, cho nên nó có khả năng mang lại sự thành công cho doanh nghiệp. Nó gắn liền với 5 thành phần. Thành phần thứ nhất là các doanh nghiệp phải kết hợp một quan điểm CSA vào trong văn hóa và quy trình lập kế hoạch chiến lược. Thì các bạn thấy cái thành phần này vô cùng quan trọng. Bởi vì giờ chúng ta muốn triển khai CSA, nhưng cách hiểu của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta, hay còn gọi là quan điểm của CSA của chúng ta, nó còn mù mờ. Chúng ta còn không biết nó là cái gì và nó được thực hiện trong ngành của chúng ta như thế nào, thì làm sao chúng ta có thể đưa nó vào văn hóa và lập kế hoạch chiến lược được. Cái thành phần thứ hai đó là bất kỳ hành động nào mà doanh nghiệp chúng ta thực hiện thì phải đều liên quan trực tiếp tới các hoạt động cốt lõi. Và cái thứ ba đó là các doanh nghiệp phải tìm cách hiểu và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Thì các bạn thấy rằng cái chuyện này nó cũng hết sức là quan trọng. Chúng ta gắn liền với cái chuyện là hiểu các bên liên quan. Từ cái chương số 4, số 5, mình mà không hiểu các bên liên quan thì ngay lập tức các cái hoạt động mình triển khai liên quan đến CSA nó sẽ tạo ra sự xung đột, sẽ tạo ra sự mất cân bằng. Cái thứ nữa là cái mục tiêu chúng ta nhắm đến khi chúng ta thực hiện CSA là chúng ta tối ưu hóa cái giá trị tạo ra. Và cái thành phần cuối cùng đó là chúng ta phải làm sao chuyển từ cái quan điểm ngắn hạn sang quản lý nguồn lực cũng như là quản lý mối quan hệ với các bên liên quan quan trọng trong chung và dài hạn. Như vậy chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng cái thành phần một. Ví dụ như là cái thành phần thứ nhất, cái quan điểm về CSA. Như vậy thì chúng ta phải lồng ghép cái việc mà thúc đẩy lợi nhuận trong cái khuôn khổ các cái giá trị. Và đồng thời chúng ta phải hướng dẫn nhân viên trong cái tổ chức của mình nó phải làm sao gắn bó với cái chiến lược CSA, giúp các nhà quản lý triển khai CSA chiến lược trên tất cả các khía cạnh trong mọi hoạt động hàng ngày. Thế nhưng thì các bạn chú ý, hướng dẫn nhân viên ở đây là hướng dẫn nhân viên trên toàn bộ các bộ phận phòng ban, từ sản xuất tới R&D, tới kế toán, tới tài chính, tới marketing, và thậm chí ngay cả nhân viên bảo vệ cũng phải cần hiểu về CSA. Và như vậy thì cái mô hình xã hội và chiến lược của Porter và Kramer nó phối hợp với nhau như thế nào? Thì các bạn thấy cái vòng tròn xã hội chính là cái vòng tròn bên ngoài. Những cái ràng buộc về môi trường nó sẽ là vòng tròn kế tiếp nằm bên phía tay phải. Và những gì mà doanh nghiệp chúng ta hoạt động nó sẽ nằm bên phía tay trái. Như vậy thì các bạn hình dung sự phối hợp giữa doanh nghiệp và môi trường bên ngoài nó sẽ tạo ra cái vòng giao giữa, nó gọi là chiến lược CSA. Và sự phối hợp giữa hoạt động bên ngoài và hoạt động xã hội bên ngoài với cái hoạt động doanh nghiệp nó sẽ tạo ra cái CSA mang tính trách nhiệm. Như vậy thì chúng ta cần tất cả, đúng không nào? Một khi chúng ta đã gọi là CSA mang tính chiến lược thì chúng ta phải cần tất cả. Chúng ta phải quan tâm đến bên ngoài, chúng ta sẽ quan tâm đến những yếu tố môi trường,
chúng ta sẽ quan tâm những cái gì mà chúng ta đang hoạt động. Những gì chúng ta đang hoạt động thì nó có mối quan hệ nào với xã hội và môi trường. Và cái vòng giao đó, cái vòng trùng lắp đó chính là cái định hình để mà chúng ta quyết định chúng ta phải làm như thế nào. Cái thứ nữa là gì? Bàn tới các cái hoạt động cốt lõi. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng bất kỳ cái hành động nào nó cũng liên quan từ cái hoạt động lõi. Và bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì CSA chiến lược nó khác biệt nhau từ công ty này đến công ty khác. Mặc dù các công ty đó nằm trong cùng một ngành, các bạn thấy Techcombank hoàn toàn khác, BIDV và BIDV hoàn toàn khác với lại là Agribank. Mà Agribank thì hoàn toàn khác so với Shinhanbank hay là Citibank. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là công ty này nó khác với công ty khác. Nó phụ thuộc vào chuyên môn của công ty. Và nó phụ thuộc vào cái mức độ liên quan của vấn đề gắn liền với tầm nhìn và sứ mệnh của cái tổ chức đó. Và như vậy thì doanh nghiệp chỉ có thể tạo ra giá trị nếu như doanh nghiệp biết kết hợp độc đáo cái nguồn lực và khả năng của chúng. Và khả năng và cái nguồn lực của chúng thì lại nó lại là khác nhau giữa các công ty. Đúng không nào? Và nó lại khác nhau phụ thuộc vào cái phân khúc thị trường. Nó sẽ khác nhau vào cái thị trường mục tiêu. Và như vậy thì cái việc mà xác định thị trường, xác định cái nguồn lực nào chúng ta cần phải bỏ ra, xác định cái khả năng nào chúng ta có thể thực hiện được, nó vô cùng là quan trọng. Và như vậy thì chúng ta cần phải biết đó là cái giá trị tốt nhất, cái giá trị cao nhất nó có thể được tạo ra khi một doanh nghiệp tập trung vào những cái gì mà doanh nghiệp đó làm tốt nhất. Và những gì doanh nghiệp đó làm tốt nhất thì nó phải được xác định bởi những cái hoạt động lõi. Cái thứ nữa là gì? Quan điểm của các cái bên liên quan. Như vậy thì luôn luôn là doanh nghiệp đi tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu của hàng loạt các bên liên quan. Mà các bên liên quan thì các bạn thấy rồi. Các bên liên quan trong nội bộ doanh nghiệp, các bên liên quan về kinh tế, các bên liên quan về xã hội. Nó xung đột nhau về mặt lợi ích. Như vậy thì trong đó có một cái bên liên quan đến chính là cái lợi ích của cổ đông. Một trong những bên liên quan hết sức quan trọng của một công ty cổ phần. Như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như là cổ đông chỉ quan tâm tới lợi ích ngắn hạn? Cổ đông chỉ là gì? Quan tâm tới cái lợi nhuận. Cổ đông chỉ quan tâm tới lợi tức. Và như vậy thì các bạn sẽ phải làm sao thay đổi cái quan điểm này. Các bạn phải sẽ làm sao thuyết phục được cổ đông hiểu, đúng không nào? Bên cạnh đó thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Doanh nghiệp cần phải mở rộng để bao gồm các bên liên quan vào. Bởi vì nếu chúng ta chỉ tập trung vào cổ đông thôi, có khả năng là chúng ta sẽ chạy theo cái nhu cầu và lợi ích mà cổ đông mong muốn. Và vì chạy theo cái lợi ích và nhu cầu cổ đông mong muốn, chúng ta sẽ bỏ sót những bên liên quan quan trọng khác. Ví dụ như là khách hàng, ví dụ như là cộng đồng, ví dụ như là nhân viên. Và như vậy thì việc xác định đồng đều các bên liên quan, xác định mức độ quan tâm lợi ích của họ một cách hài hòa chính là một cái thành phần quan trọng. Thành phần thứ tư, nó liên quan tới việc tối ưu hóa giá trị. Nó liên quan tới cái mục đích cuối cùng là tối ưu hóa các cái giá trị tạo ra. Và như vậy thì tối ưu hóa giá trị, nó liên quan tới cái sự cân bằng giữa hoạt động sản xuất và tiêu dùng. Như vậy thì bàn tới thành phần sản xuất, nó liên quan tới cái việc chúng ta kết hợp tất cả các cái chi phí. Liên quan tới cái thành phần là tiêu dùng, thành phần tiêu thụ, nó liên quan tới việc chúng ta kết hợp các cái chi phí mà xã hội hiện đang tìm cách né tránh. Như vậy thì các bạn hình dung rằng là tối ưu hóa giá trị nó phải làm sao cân đối hài hòa giữa các cái loại chi phí khác nhau. Nếu chúng ta chạy theo cái chữ tối đa hóa hoặc là tối thiểu hóa cái chi phí thì có thể là chúng ta sẽ nghiêng hẳn về một bên nào đó. Và khi các bạn nghiêng hẳn về một bên nào đó thì sự mất cân bằng sẽ xảy ra. Mà một khi sự mất cân bằng xảy ra thì chiến lược CSA ngay lập tức gặp trục trặc. Thứ ba là thành phần.
từ trung bình đến dài hạn. Như vậy thì cái quan điểm mà từ trung bình đến dài hạn nó liên quan tới cái bên liên quan quan trọng, đó là bên liên quan nội bộ của một doanh nghiệp. Người ta bảo rằng là gì? Nếu CEO mà thay đổi tầm nhìn từ quý sang mùa, sang năm, sang thập kỷ hoặc là dài hơn thì ngay lập tức các CEO này sẽ thay đổi các cái ưu tiên trong cái cách thức mà họ quản lý. Và kết quả của sự thay đổi các ưu tiên này là gì? Là nó sẽ thay đổi các cái bản chất trong các cái quyết định mà CEO đưa ra. Như vậy thì nếu mà CEO chỉ quan tâm tới cái tầm nhìn ngắn hạn, đó là cái lợi nhuận hàng quý, thì không bao giờ có thể áp dụng được cái CRA chiến lược. Tuy nhiên nếu như mà CEO thay đổi, CEO hiểu về CRA, CEO đã hiểu được cái bối cảnh kinh doanh hiện giờ, cái hot trend về CRA không thể nào chúng ta bỏ đi, thì CEO sẽ quan tâm tới cái sự tồn tại của công ty. Nó dài hạn hơn là hàng quý hay hàng năm. Nó có thể lên tới cái mốc là 5 năm, 10 năm hay là 20 năm. Và một khi mà CEO quan tâm tới cái tầm nhìn dài hạn như thế, có một cái tầm nhìn dài hạn như thế, thì nó đã xây dựng được một cái mối quan hệ lâu dài, đáng tin cậy với các bên liên quan, nó tăng dần lên. Thứ nữa là gì? Chúng ta có một cái tình huống thảo luận về nhà đầu tư và nhà đầu cơ khác biệt nhau như thế nào. Tại sao cổ đông ngày càng dịch chuyển từ cái vai trò là nhà đầu tư sang nhà đầu cơ? Và cái sự thay đổi này tác động như thế nào tới cái quyết định chiến lược của các CEO? Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái tình huống ở trang 253 trong cái giáo trình tiếng Anh, nó nói nên là gì? Nhà đầu tư là những cái người mà có suy nghĩ dài hạn. Họ đầu tư vào một doanh nghiệp, họ kỳ vọng doanh nghiệp đó sẽ phát triển bền vững. Và chính vì cái sự tăng trưởng và phát triển bền vững của doanh nghiệp, nó đóng góp vào cái quá trình mà tạo ra cổ tức nó dài hạn cho các nhà đầu tư. Và như vậy thì trong quá trình phát triển đó, nó có khả năng là có những cái năm, ví dụ như là Covid chẳng hạn, nó xảy ra thì có những cái năm như thế doanh nghiệp không thể nào mà phát triển như mục tiêu mong muốn, lợi nhuận có thể phải giảm đi, lợi tức mang lại cho nhà đầu tư có thể là sẽ giảm đi, và thậm chí là có thể là không có. Nhưng nhà đầu tư đã gọi là nhà đầu tư là anh phải chấp nhận. Và trong khi đó, với tư duy của một nhà đầu cơ thì anh không quan tâm doanh nghiệp đó phát triển như thế nào, anh cũng chẳng buồn quan tâm tới doanh nghiệp đó có xây CRI là không, anh cũng chẳng thèm quan tâm là doanh nghiệp đó có tạo ra môi trường làm việc tốt cho nhân viên hay không, có tạo ra sản phẩm tốt cho khách hàng hay không. Nói chung nhà đầu cơ chỉ quan tâm tới cái lợi ích của họ mà thôi. Và một khi nhà đầu cơ mà họ quan tâm tới lợi ích của cá nhân họ, họ không quan tâm tới những bên liên quan khác, họ chỉ quan tâm tới những chỉ số tài chính có lợi cho họ, thì các bạn thấy sự thay đổi này nó tác động hết sức tiêu cực tới quyết định chiến lược của CEO. Và nó vô tình tạo ra một cái áp lực, nó bắt buộc rằng là các CEO phải chạy theo những cái con số, những cái sự kỳ vọng mà nhà đầu cơ đặt ra. Và như vậy thì các bạn sẽ thấy CEO không còn là kiểm soát được cái tầm nhìn dài hạn của mình nữa. Đúng không nào? Và như vậy chúng ta rút ra được một cái bài học. Đó là gì? Sự kết hợp của một quan điểm CRA toàn diện trong một chiến lược của doanh nghiệp và hoạt động cốt lõi. Từ đó các doanh nghiệp nó sẽ được quản lý vì lợi ích của một tập hợp rất là rộng, rất là bao quát các bên liên quan, để từ đó tối ưu hóa cái giá trị trong chung và dài hạn. Tuy nhiên chúng ta cũng phải rút ra được rằng là gì? Những cái sai lầm, những cái hiểu lầm về CRA chiến lược. Hiểu lầm thứ nhất, đó là CRA chiến lược không phải là một sự lựa chọn. Ở đây không có cái sự lựa chọn nào cả. Ở đây là một sự bắt buộc. Ở đây là một sự tuân thủ. Nó là một triết lý ngấm vào một doanh nghiệp. Nó không phải là một hoạt động bên ngoài, mà nó phải là trung tâm mọi thứ mà công ty đang làm. Tất cả các cái quyết định kinh doanh phải có các cái khía cạnh liên quan tới kinh tế, liên quan tới xã hội, liên quan tới niềm tin và đạo đức,
Như vậy thì mỗi cái quyết định kinh doanh chúng ta phải trả lời rằng chúng ta tạo ra giá trị gì cho các bên liên quan. Chúng ta có tác động tiêu cực với xã hội hay không? Chúng ta có vi phạm niềm tin và đạo đức và chuẩn mực mà công ty đã đặt ra hay không? Nếu có, không làm. Tuyệt đối không làm. Ở đây chiến lược CA, chiến lược không còn là sự lựa chọn nữa, mà nó là một sự tuân thủ. Tuân thủ theo những gì chúng ta đã đặt ra và với niềm tin rằng sự tuân thủ đó sẽ mang lại sự tốt đẹp, sẽ mang lại cái lợi thế cạnh tranh. Thứ nữa, CNA không phải là hoạt động từ thiện. Thì tình huống, thầy không có cơ hội chiếu tình huống cho các bạn coi. Nhưng ba cái video ở trên màn hình, nó mang lại cho chúng ta những cái hiểu biết sâu sắc về cái hoạt động từ thiện. Đôi khi có những doanh nghiệp làm từ thiện như thế này, làm từ thiện như thế kia, chỉ là cái hoạt động để đánh bóng tên tuổi, chỉ làm cho mọi người biết đến mình nhiều hơn. Nhưng ẩn bên sau đó, ví dụ như tập đoàn Hoa Sen làm từ thiện, nào là mời ông này về nói chuyện, mời những nhân vật tác động tới giới trẻ về nói chuyện thế này thế kia. Tuy nhiên, những cái chính sách kinh doanh tác động tới môi trường, những cái chính sách kinh doanh tác động đến đối thủ cạnh tranh, rõ ràng là nó đi ngược lại với CSR. Hoặc là những cái sự cố gần đây liên quan tới tập đoàn Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng chẳng hạn, làm từ thiện rất nhiều, rất tốt, đúng không nè? Tuy nhiên những cái gì mà bà ấy phát ngôn, những cái hành động liên quan tới vi phạm pháp luật của bà ấy, rõ ràng là các bạn thấy hoạt động từ thiện nó chỉ là một khía cạnh, và đôi khi từ thiện không đủ để chúng ta gọi là CSR mang tính chiến lược. Thứ nữa là CSR chiến lược không quan tâm tới chủ nghĩa tư bản. Thì các bạn thấy là nhiều người lo ngại rằng là nếu như cái quan tâm về mặt xã hội thì cái việc mà quan tâm xã hội như thế nó có làm mất cái quyền tự do liên quan tới kinh doanh hay không? Nó có làm mất cái quyền tư hữu tài sản hay không? Nó có làm mất cái quyền là liên quan tới lại nguồn lực về tài chính hay không? Như vậy thì các bạn hình dung CSR chiến lược không phải là đi kêu gọi mọi người đập tan cái chủ nghĩa tư bản, kêu gọi mọi người kết thúc cái chủ nghĩa tư bản. CSR chiến lược mang, nó mong muốn một sự hài hòa cân đối giữa cái việc lợi ích kinh tế, giữa cái việc là lợi ích liên quan đến con người, liên quan tới xã hội nói chung. Và như vậy thì rõ ràng rằng là không phải CSR chiến lược nỗ lực để dẹp bỏ cái chủ nghĩa tư bản này, mà CSR chiến lược nó trả lời cho cái câu đó là làm thế nào để một công ty quyết định những vấn đề nào cần phải ưu tiên và cống hiến nguồn lực quý giá nhất trong sự ràng buộc của các cái lực lượng của thị trường. Có nghĩa là các bạn vừa phải quan tâm đến nội lực, các bạn vừa phải quan tâm tới bên ngoài, các bạn vừa phải kết hợp phân tích SWOT. Nhưng phân tích SWOT này không phải là phân tích SWOT truyền thống nữa. Chúng ta ở đây phân tích điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp. Chúng ta phân tích cơ hội và nguy cơ đến từ cái môi trường bên ngoài. Nhưng chúng ta tích hợp CSR chiến lược ở đây có nghĩa là gì? Môi trường bên ngoài đó không chỉ là môi trường kinh tế, môi trường xã hội, môi trường văn hóa, mà cái môi trường bên ngoài đó chúng ta còn phải quan tâm hết tất cả những cái yếu tố thuộc về con người, thuộc về biến đổi khí hậu, thuộc về cái những cái gì nó liên quan tới cộng đồng, là chúng ta phải tích hợp, chúng ta quan tâm một cách đầy đủ trên sự hài hòa, đúng không ạ? Thứ nữa là CSR chiến lược nó không phải là chia sẻ giá trị, bởi vì mục đích của một doanh nghiệp không phải là chia sẻ. Mục đích của một doanh nghiệp cuối cùng là tạo ra giá trị và nắm bắt lấy cái giá trị. Như vậy thì kinh doanh là kinh doanh, business là business. Business luôn luôn là phải tạo ra những cái giải pháp cho những vấn đề thị trường, hoặc là tạo ra những cái giải pháp để tận dụng cái cơ hội. Và như vậy thì các doanh nghiệp tối ưu hóa cái giá trị thông qua cái quá trình nó kết hợp các cái nguồn lực khan hiếm và các cái nguồn lực nó có giá trị để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Và đồng thời nó phải xem xét các lợi ích của một loạt các cái bên liên quan, và từ đó nó tạo ra cái lợi nhuận cho các cái cổ đông, được gọi là bền vững trong chung và dài hạn.
nó cũng tạo ra giá trị cho các cái tổ chức và cái tổ chính cho các chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận. Bởi vì sao? Bởi vì chính phủ thì kỳ vọng thu được thuế, chính phủ thì kỳ vọng là các cái giá trị công doanh nghiệp đóng góp cái giá trị tốt đẹp cho cái xã hội này, và xã hội tốt đẹp thì chính phủ cũng dễ dàng hơn trong cái việc là quản lý, không có bị áp lực phải giải quyết những cái bài toán về những vấn đề xã hội. Như vậy thì rõ ràng share đa chiến lược không phải là chia sẻ giá trị mà tạo ra giá trị, đó là cái cụm từ cốt lõi. Cái thứ nữa là share đa chiến lược là kinh doanh, như thầy nói lúc nãy, business là business, mà đã là business thì nó phải tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan bằng cách là tập trung giải quyết các vấn đề dựa trên thị trường. Bởi vì lý do là vì sao? Bởi vì quy mô và phạm vi của CSR chiến lược nó được nhúng trong tất cả các hoạt động quyết cốt lõi và quyết định hàng ngày. Nó không phải là một cái điều mà công ty lựa chọn là làm hay không làm, mà nó chính là cái cách thức kinh doanh. Ví dụ như một khi công ty chúng ta quyết định thuê nhân viên, chúng ta ký hợp đồng hợp tác với một nhà cung cấp, chúng ta phản ứng với một cơ quan quản lý, chúng ta bán một sản phẩm ra thị trường, thì như vậy tất cả những hoạt động mà thầy vừa nói nó đều liên quan tới CSR chiến lược. Chúng ta thuê một nhân viên, chúng ta phải thuê cho đúng luật. Chúng ta kết hợp với một nhà cung cấp, làm sao chúng ta tạo ra giá trị win-win cho nhà cung cấp. Chúng ta phản ứng với một cơ quan quản lý, chúng ta phải tự hỏi rằng cái việc phản ứng đó đúng hay là sai. Và như vậy thì tất cả các cái quyết định kinh doanh đấy nó đều liên quan tới khía cạnh kinh tế, liên quan tới xã hội, liên quan tới niềm tin đạo đức, và liên quan cũng như là liên quan đến chuẩn mực đạo đức. Và như vậy thì nó phải là gì các bạn? Là một sự tuân thủ. Nó liên quan tới cái việc là gì? Chúng ta phải làm, chứ không phải là chúng ta nên làm hoặc là có làm hay không làm. Như vậy thì một cái sự khác biệt giữa CSA và CSA chiến lược đó là gì? Nếu như chúng ta chỉ tập trung vào CSA thì chúng ta chỉ tập trung vào những cái vấn đề, trong khi đó CSA chiến lược tập trung vào các cái giải pháp. Động cơ lợi nhuận đối với CSA chính là phá hủy giá trị, trong khi CSA mang tính chiến lược nó chính là tạo ra giá trị. Đối với CSA, định vị chức năng nó chỉ là hoạt động từ thiện hoặc là tình nguyện, không hơn. Nhưng đối với CSA chiến lược, nó phải là hoạt động cốt lõi. Trong đó nó có thể có từ thiện, nó có thể có tình nguyện, nó có thể có những cái chiến dịch, nó có thể có những cái sáng kiến khác nữa mà thầy sẽ bàn với các bạn trong chương tiếp theo. Đối với cái hành vi phản ứng thì CSA nó mang tính khách thể từ trên xuống dưới, nhưng đối với CSA mang tính chiến lược thì nó sẽ là chủ thể, nó đi từ dưới lên trên. Bởi vì sao? Bởi vì nó đi từ những hoạt động hàng ngày, và động cơ hành động của CSA nó là một sự cưỡng ép, nó mang tính mệnh lệnh. Trong khi đó CSA chiến lược nó là một sự tự nguyện. Mà cái gì nó tự nguyện thì các bạn thấy rằng là nó sẽ thuyết phục hơn, đúng không nào? Và như vậy thì chúng ta sẽ có chương 14, là cái chương liên quan tới cái bộ phận triển khai CSA. Chúng ta sẽ gặp nhau ở chương 14.